Sở Xây dựng Đà Nẵng vừa có công văn hướng dẫn chủ đầu tư, ban quản lý dự án căn cứ nhiệm vụ được giao, đề xuất Ủy ban Nhân dân quận, huyện danh mục công trình động lực trọng điểm cấp bách để được tiếp tục thi công trong thời điểm hiện nay. Về hồ sơ đề nghị xem xét các đơn vị căn cứ nội dung hướng dẫn của Bộ Y tế tại công văn số 5522 ngày 12 tháng 7 năm 2021, điền thông tin theo mẫu kế hoạch phòng chống COVID-19 đối với cơ sở sản xuất kinh doanh và mẫu cam kết phòng chống dịch tại khu nhà trọ cho người lao động. Bên cạnh đó, các đơn vị cần ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tại công trình xây dựng, lập kế hoạch phòng chống COVID-19 và các phương án xử lý khi có các trường hợp mắc COVID-19 tại đơn vị. Ngoài ra, cũng cần lập các bản cam kết thực hiện phòng chống COVID-19, gồm của chủ đầu tư với Ủy ban Nhân dân quận, huyện, nơi có công trình xây dựng, của người lao động với chủ đầu tư công trình xây dựng, của đơn vị cung ứng vật liệu xây dựng, thiết bị cho công trình với chủ đầu tư công trình xây dựng, của đơn vị cung cấp dịch vụ suất ăn cho người lao động tại công trình xây dựng nếu có, của đơn vị cung cấp dịch vụ đưa đón người lao động đến công trình xây dựng với chủ đầu tư nếu có.